Xin chào tất cả mọi người. Câu chuyện làm tóc bắt đầu từ việc em muốn ngắm nhìn cái nhan sắc vạ người chê của mình trong bộ tóc xoăn, xem cái vẻ đẹp tiềm ẩn của em có được hiện ra không. Nhưng mà vì cái bản tính vụng đã có sẵn trong người nên em loay hoay chả biết làm thế nào. Thì may quá má chồng bảo: "Ra đây mẹ làm cho." Em có hai túi lôi cuốn làm xoăn, một là màu hồng, hai là màu xanh lá. Mặc dù kích thước của hai lô này là khác nhau, nhưng em bảo mẹ rằng: "Thôi mẹ cứ cho lên đầu con đi, làm thế nào thành xoăn là được." Cũng chẳng biết là do cái cuộn này khó dùng hay là do tóc em lại cũng xấu như người. Thế nên mẹ chồng em loay hoay thử mãi hết cách này đến cách kia, cuối cùng thì cũng xoắn được vài cái. Mẹ bảo là đây là lần đầu tiên mẹ thử mấy cái này chứ, nên là mẹ không biết làm đâu. Em bảo là mẹ yên tâm đi, con sẽ là con chuột thí nghiệm cho mẹ. Theo như ngoài bao bì hướng dẫn sử dụng thì bạn có thể để từ 30 phút cho đến qua đêm để xem là cái độ xoăn nó đến đâu. Nhưng mà cái tính em thì lại không kiên nhẫn, nên là sau 30 phút em đã muốn tháo tung ra rồi. Vì mẹ đã giữ trọn lời hứa, đã giúp thì giúp cho chót, nên là sau 30 phút mẹ cũng giúp em cởi những cái lọ này ra để xem là kết quả thế nào. Cuối cùng thì bộ tóc xoăn của Tuyết đã hoàn thành.